Chị ơi, chị làm gì vậy? Chị đang lấy hàng cho khách. Lấy hàng cho khách lấy gì vậy? Lấy chai nước lấy bộ Guinness với sữa tắm dầu gội. Được. Rồi chị bán sao? Chị chỉ cho em đây. Chia sẻ về wellness, chia sẻ người ta bệnh đó, người ta bị xương khớp á. Người ta bị xương khớp, người ta uống bớt á, giờ ta uống tiếp. Nhưng mà ý là người ta, chị nói sao mà người ta lại chịu mua của chị cái lần đầu? Chị nói như trước đây chứ cũng bị bệnh vậy đó. Bị bệnh, nói chung là nhiều bệnh lắm. Bị tim nè, bị viêm xoang đầu nè, rồi bị bao tử nè. Uống hết rồi mình chia sẻ. Rồi mẹ cháy cũng bị xương khớp, là thói quá khớp nặng luôn á. Mà uống giảm mà được gọn người, săn chắc thịt nữa. Rồi cái mình nói người ta tin đó, người ta dùng. Rồi người ta dùng, có dùng bao nhiêu hộp? Ta dùng bộ rồi, giờ ta dùng tiếp. À, dùng một bộ luôn hả? Là một bộ là bao gồm gì vậy chị? Là được có 2 hộp xúc viên nè, với 3 hộp bột. À, là người ta thích dùng sô-cô-la hả? Người ta thích dùng sô-cô-la. Còn cái này chị bán cho ai? Này bán cho ở phòng trọ. Nói sao bán được hay vậy chị? Như nói ai vào gọi men tháng này mới ra giảm giá, là ví dụ mình mua một chai á thì 100 mấy quên rồi, mà mình mua 2 chai thì lại rẻ hơn. Một chai là 180 mấy ngàn gì, mình mua 2 chai có 200 mấy hả? Vậy mà xài 1 chai, còn 1 chai lời rồi, rồi nó xài. Còn này là sữa tắm cho em bé xài rất là thích luôn. Là cho ai xài cái này á? Là mua cho con gái xài. Gái ai? Gái con của chế. Là chuột nhà. Cái gì chị đang cầm vậy? Cái này là quà công ty tặng cho mình á. Quà công ty tặng hả? Là chị lấy gì vậy? Đã vậy? Giảm 60%. Chị mua chai này là giá màu đen của nó là nhiêu? Giá màu đen là 826 ngàn á. Còn giá mà chị mua? Chai này mua trong này có 250 à. Trời ơi, đã vậy? Sao chị thích chai này vậy? Khen với mọi người đi, chai này. Chai này thích lắm, xài mùi ngon lắm. Đã ghê không? Thơm cực kỳ luôn. Thơm cực kỳ luôn. Chị, chai này là ở đâu về vậy? Để coi. Biết là chết liền luôn á. Đây nè. Ở đâu? Thấy không? Đây nè, đó. Là made in Sweden nè, là ở Thụy Điển. À, ở Thụy Điển. Thấy không? Đã ghê. Tại vì xài nhiều loại nước hoa quá không nhớ ở đâu luôn. Đây. Đó, chai nước hoa đẹp ghê không? Đường cong của người phụ nữ đẹp lắm. Xài lâu lắm mới hết luôn. Xài lâu lắm mới hết luôn mà hết rồi. Chị, cái này là hiện tại là chị được nhiêu điểm nhóm rồi? Gần 7.000 rồi. Gần 7.000 hả? Rồi hiện tại là hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là 11. Hôm nay là ngày 11 tháng 6. 11 tháng 6. Là chị về gần 7.000 rồi. Chị, mục tiêu tháng này của chị là cái gì? Mục tiêu về 21. 21 gì? 21%. 21% để làm cái gì? Để có thu nhập 10 triệu. 10 triệu. Rồi còn tiền thưởng không? Công ty có tặng tiền thưởng cho chị không? Có, còn thưởng rồi, thưởng được 12 triệu rồi. Công ty thưởng chị được 12 triệu luôn rồi hả? Là chức danh nào để thưởng được nhiêu tiền? 12% là được 2 triệu. Rồi 15% được 4 triệu. 18% là được 6 triệu. Rồi tháng này chị lên 21% lấy nhiêu? Lấy 10 triệu nữa. Trời, tổng 22 triệu luôn. Và thu nhập 10 triệu nữa. Đã quá. Có gì ta? Đang nhưng nỗ lực. Tháng này thôi để 9.000 thôi, đừng về. Giờ chị được 7.000, cuối tháng chị 8.000 không? Hơn. Hơn hả? Là 8.500 hả? Không, 10.000. 10.000 hả? Vậy ngày mấy chị định về ngày 10.000? Bây giờ là 11. Chắc ăn là ngày 23 đi. Nhiêu? 23. Chắc 23 ăn đúng không? 23 cho đúng quy trình tuần hoàn ha. Ok, quyết định vậy nha. Quyết định giờ chị hứa với lại mọi người đang xem clip đi. Hứa gì? Hứa mình tên gì nè, bao nhiêu tuổi nè, đang ở đâu nè, tháng này mình về nhiêu. Mình là Võ Hôn, 38 tuổi. Mình đang ở Bình Dương. Hứa tháng này là về 21%. Để được lương 10 triệu. Được thưởng 10 triệu. Đó làm công nhân mai. Công nhân mai. 15 năm rồi. 15 năm, lương nhiêu? Hồi lúc nghỉ thì làm tăng ca mùng mịt luôn, thì tháng 6 triệu mấy. Vậy bây giờ là nghỉ rồi. Giờ nghỉ làm rồi. Online. Một lần làm lương tháng 6 triệu mấy, nhưng mà con bệnh nghỉ vô tuần là nó đuổi. Hồi sanh con, giờ con 3 tuổi thì làm không biết nhiêu ti nữa. Vậy bữa giờ chị có lên công ty làm thường xuyên không? Lúc trước thì cũng lên làm thường, nhưng mà bữa giờ con bệnh đó. Con bệnh cũng bao lâu rồi? Gần tháng luôn rồi. Gần tháng luôn rồi.
là cứ ra vô bệnh viện vậy hả? Không, giờ là nhập viện 3 lần á. Cứ đi về cái nó nóng lại, cái đi vô tiếp, đi về nóng lại vô tiếp, mới xuất viện viện qua bữa nay làm lại. Đi làm, nghỉ không có lên công ty gần cả tháng luôn rồi. Mà điểm thì vẫn là về 7.000. Thì lúc nào con ngủ thì tranh thủ điện thoại cho đội nhóm rồi tuyển dụng. Bộ chị hư con chị hả? Giờ con chị ngủ chị quá điện thoại vậy? À, mình lo cho nó xong rồi, nó ngủ ngon mình mới làm, chứ còn nó khóc không có làm được. Mà sao chị lại có động lực để chị làm? Tại vì muốn làm có tiền để lo cho con á. Nói gì? Thí dụ như mình có tiền á, thì thí dụ con mình bệnh đi, thì có thể mình vô phòng dịch vụ mình nằm được. Còn mình không có tiền, không có điều kiện thì vẫn nằm chung chạ một giường hai đứa vậy đó. Gì ghê, một giường nằm hai ba đứa luôn hả? Ừ, thí dụ nhiều là nằm hai đứa, không là xuống đất nằm luôn. Vậy hả? Vậy bữa giờ chị cho con chị nằm đâu? Nằm giường đôi. Nằm giường đôi. Đúng rồi. Tại vì mình đâu có điều kiện đâu nên phải chịu thôi. Vậy vì nó bị sốt cảm cúm mà nó bị đường ruột nó hơi bị yếu á. Uống sữa cho nó ói, rồi uống ăn cho nó cũng ói. Mà sao nó bị nó sốt vậy chị? Sao nó yếu vậy? Tại vì lúc có bầu không ăn được chất dinh dưỡng á. Chỉ có ăn khoai lang thôi. Rồi bây giờ nó yếu sức đề kháng, nó hở là nó nóng sốt, hở nóng sốt. Mà cho nó ngậm Winkit cho nó đỡ rồi đó. Chứ lúc trước còn bệnh nhiều nữa. Nên làm công ty là tao đuổi hoài luôn. Rồi nó sốt cứ 38 độ, 39 độ, 40 độ không mà nếu mà em bé mà sốt thì rất là nguy hiểm. Coi giật á. Thì bằng đêm á thì phải canh á, nếu mà nóng quá thì chùm nước nóng lau suốt luôn cho nó hạ sốt á. Nói chung là canh, còn miếng nó ói là phải lên ngồi ôm nó suốt sáng đêm. Đâu có nằm đâu. Rồi sao là, rồi sao thời gian đó chị làm? Thì tranh thủ lúc nào con ngủ thì cầm điện thoại lên. Rồi lo cho nó xong á thì điện thoại cho đội nhóm. Còn khi mà nó nóng nó quậy á thì đâu có làm được đâu. Nhưng mà gánh thời gian nào thì làm thời gian nấy. Thì chị thấy công việc này có hay không? Nhất là thích hợp luôn á. Bởi vì mình nói hoài nếu mà làm công ty gì thì chắc bị vô là bị đuổi nữa. Là coi như không có lương luôn. Không có lương luôn á. Là phải đi mượn nợ lo cho con. Còn giờ? Bây giờ thì có thể làm việc với đội nhóm được. Rồi lo cho con được. Rất là hạnh phúc luôn. Mà vẫn có tiền. Vẫn có tiền. Như lúc trước vô là bị chửi rồi đó. Nghĩ như bữa giờ là bị chửi. Dạ ngoài chửi. Chị không? Không. Có ai khen chị không? Có. Ai khen? Có chợ. Khen gì? Chịu khó. Chịu khó. Nhớ nha, nhớ chịu khó giống vậy nữa nha. Quyết tâm mà, quyết tâm. Giờ làm công nhân ngán lắm rồi. Mười mấy năm, 15, 16 năm rồi. Mà lương thì tháng có 6 triệu mấy, mà khi là 7 giờ đi làm, 9 giờ tối mới về tới nhà. Đâu lo được cho con gì đâu. Còn bây giờ thì thoải mái luôn. Bây giờ làm thoải mái. Nghĩa là con đau, con bệnh hay nhà có công có chuyện gì mình có thể làm được. Mình vẫn sắp xếp thời gian được, chỉ cần mình bỏ ra ngày 2 tiếng thôi, có thể mình làm được rồi. Vô trong bệnh viện ngồi chăm con mà vẫn có thể làm được. Lúc nào con ngủ thì làm. Chúc cho chị tháng này lên 21 nha. Càng cố gắng nỗ lực. Thương nha. Bye bye nha. Bye ship. Nào mới có điều kiện. Từ bây giờ. Để cố gắng từ bây giờ. Cố gắng từ bây giờ nỗ lực đó về 21% là sẽ cố gắng lên lên nữa. Để có thu nhập nhiều hơn nữa. Có nhà. Có nhà. Cho con. Rồi cho con đi học những môi trường tốt. Cảm ơn chị. Cảm ơn chế. Em đăng lên nha. Cái này mà không lên 21% là đi bằng cái lưng vô công ty. Nha. Dạ. Dạ ship.